Mà đây là chỉ cho cái càn khôn vũ trụ là cả thế giới chúng ta nằm cái hình tròn này. Thường thường mình đi học á, quốc tạo thì cái quả địa cầu cho chúng ta trên cái bản đồ của thế giới nó cũng hình tròn vậy phải không? Ừ. Thì cái hình tròn này đấy tượng trưng cho gì đây? Tượng trưng cho cái càn khôn vũ trụ của chúng ta đang sinh sống đây, là cái thế giới của chúng ta đây. Thì may mắn cái địa hình của đất nước Việt Nam mà chúng ta đi học biết rồi đó. Thì quý vị biết rồi đó, cái địa hình đất nước Việt Nam mình có phải chữ S không? Ừ, phải rõ ràng là chữ S. Bây giờ tôi vẽ vào cái chữ S là để cho cái địa hình của đất nước Việt Nam mình nè quý vị. Ồ, tôi vẽ rất không đẹp phải không quý vị? Ừ, thôi bị tạm thời nó vậy đi cho mình coi vậy đây. Thì ở đây quý vị thấy không, nó là cái lưỡng nghi đó, mà lưỡng nghi thường có là ở đây một điểm và ở đây một điểm, gọi là thiếu âm và thiếu dương. Thì bên đây dương, bên này âm, đúng không? Ừ. Dương thì nó thanh, nó ba, nó bay thẳng lên là nó nhẹ, nó bốc lên là âm, thì nó trầm xuống dưới nè, phải không? Thì rõ ràng ở đây là đây là cái đất nước của Việt Nam, nó là nó nằm đây. Ừ. Mà cái biển Đông của chúng ta ở đây nè quý vị. À, thì cái quả đảo hình như tôi nhớ là cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa nó nằm ở đây. Nó nằm đâu đây nè. Còn xung quanh của chúng ta đây là cái đất Campuchia, nó giáp liền với cái nước Việt Nam của mình ở đây, là hình như 18 nước chư hầu. Động can qua, động là nó ra tay, gọi là động can qua là chiến tranh á. Thì tới ngày đó chỗ mà ông sư giải ông nói sủ dần nè, giúp thiệt hẳn ngồi nè, hỏi 18 nước là can qua là tức là phải chiến tranh rồi đó. Ừ. Cái vụ là 18 nước nó nhiều lắm quý vị ơi, tôi đại khái tôi nêu lên một phát triển thôi. Thành Bắc chưa ban động qua dương gian mãnh thú trừ tá, thì dương gian mãnh thú chỉ cho cái sự hung tàn bạo ngược, sự ác độc của 18 nước chư hùng. Tại sao mà nó phải đem đi qua đây? Thì quý vị biết trong cái phái Bửu Sơn người hơn như tín đồ Phật giáo hảo vậy đó. Thì Đức Thầy có nói lầu đài núi Cấm Lộ nay mai, thì mai mốt ở đây tại cái Thiên Cấm Sơn chúng ta có một cái lầu đài, thì có một cột phướng, là cột phướng là ở trên cái ngọn cột phướng này nó có một cái ngọc châu vậy đó, hang cái phủ lưu vậy đó, còn cái lá phướng nó phất phơ phất phơ trên mấy ngàn mét, thì tất cả năm đã biết được rồi. Lụy Tam Châu, thì chú lụy đây có chỉ cho cái sự khóc la của chúng sanh, cái khổ đau với nhau là mà nhỏ lụy đó. Ừ. Bởi vì thầy nói Tam Châu hữu ngạn lụy nhỏ xa, à, nó lụy rồi. Về Tam Châu chúng ta thuộc về tỉnh An Giang, mình hiện tại chúng ta đang ở tỉnh An Giang mình, giờ mình chỉ rõ luôn cái ba châu cho chúng ta thấy rõ ràng nè. Tam Châu hữu ngạn, Tam Châu có phải là Châu Đốc không quý vị? Đây là Châu Đốc, cái chợ Châu Đốc, đây cái dòng sông của chúng ta đây nè, đường lên đây tôi vẽ thấy thấy hữu ngạn là chỉ hữu là bên phải, ngạn là chỉ cho dòng sông bên phải, dòng sông từ Châu Đốc mình đi đò qua đây bên phải tay phải chúng ta là cái địa bàn đó gọi là Châu Giang. À, là ở bên đây Châu Đốc, bên đây Châu Giang, mà dưới Châu Đốc là Châu Phú vậy đó. Tức như là Tam Châu đó, Tam Châu hữu ngạn. Rồi khóa rồi, đừng bấm nữa. Không gọi đó. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, cư sĩ Quốc Tạo, cư sĩ Quốc Thành xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. À, trước thềm xuân năm mới xin chúc quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và để tu hành tinh tấn cho đến ngày gặp Phật gặp thầy Đại Long Hoa Đại Hội. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay hội đủ nhân duyên, Quốc Tạo lại đến nhà của cư sĩ là Lê Lâm Cát Tường. Cát Tường ha. Dạ, cư sĩ Cát Tường. À, thì hôm nay đến đây thì mục đích thì giao lưu để học hỏi huynh thêm về giáo lý và để cho mọi người hiểu biết thêm để tu hành. Thì kính thưa huynh, thì cho đệ hỏi một câu là mọi người cũng comment nhiều lên kinh của đệ, kinh của Quốc Thành, cũng có hỏi là hội Long Hoa, người ta nói là núi Cấm là quá lầu đó huynh, thì nhưng mà người ta muốn biết hội Long Hoa là chừng nào đến, thì cũng liên quan đến núi Cấm quá lầu đó. Thì xin huynh diễn giải dùm cho mọi người nghe để hiểu biết thêm, có cái tăng trưởng lên sức tu hành của mình. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Và kính thưa chư quý đồng đạo kính mến cùng bà con gần xa, thì hôm nay được nhân viên Quốc Tạo Quốc Thành
tới thư gia để trò chuyện và luận về giáo lý của thầy tổ. Thì vừa qua câu hỏi của Quốc Tạo có liên quan tới vấn đề là cộng đồng mạng là đang hỏi về vấn đề là hội Long Hoa và ngày tận thế và sự diễn biến của năm dần hiện tại nó như thế nào. Dạ, kính thưa quý đồng đạo kính mến và cùng cô bác gần xa, thì hôm nay Cát Tường cũng có đôi lời chia sẻ theo sự hiểu biết của mình. Thật sự ra cái câu nói này nó luận về tới thiên cơ rồi nghe quý vị ơi. Thì nói thật lòng, thì theo Cát Tường đã quý vị theo giáo lý của thầy tổ trên 30 năm và thường đọc giáo lý của ngài, của đức thầy mình, thì đọc qua cái lời tâm huyết của đức thầy. Trong cái lời tâm huyết đó, đặc biệt nhất là cái điều thứ ba đức thầy của chúng ta là không cho chúng ta luận về thiên cơ và thời cuộc. Mà nhưng với cái tình đạo Phật, với cái tình đồng đạo thì thật ra thầy cũng nói rõ ràng rồi quý vị ơi. Nói ra là thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Là thầy có nói là chưa thì với kẻ chân hư, chỉ với người tâm đạo biết thừa tới đâu. Thì tôi cùng với chú ý vậy, nếu mà ai có tâm đạo theo giáo lý của đức thầy thì chắc có rõ ràng đều biết hết. Đó là cái lời của thầy nói. Mà thật sự ra hầu như Cát Tường, em cháu ở đây, chúng ta muốn rõ về phần thiên cơ thì phải có một cái bài toán. Bài toán này là bài toán của là trời đất. Mình phải mã hóa được cái bài toán như thế này thì trong cái thiên cơ đó chúng ta mới lệnh rõ được. Chứ thật sự là em cháu ở đây, Cát Tường ở đây thì chỉ biết nhắc lại lời của thầy tổ và các vị trong phái Bửu Sơn Ngự Hương của chúng ta thôi. Còn về thiên cơ thì chắc có lẽ là Cát Tường này không dám luận nha quý vị, chỉ nhắc lại cái lời thầy tổ thôi. Thì chỉ có đức thầy mình dưng cái năm có sắc lệnh và đức thầy nói được lệnh nên ta nói. Còn đối với tín đồ của ngài thì chỉ nhắc lại cái lời của đức thầy mình để cùng chia sẻ cho có sự tinh tấn tu học cùng nhau thôi nha quý vị. Và bây giờ xin mời quý đồng đạo mình cùng với cô bác gần xa, các tường đây xin mã hóa về cái bài toán của trời đất, tức là cái số của thiên địa. Nam mô A Di Đà Phật, kính mời quý đồng đạo. Dạ đây, các tường xin trình bày cái bài toán nó như thế này. Bây giờ trước hết chúng ta nói về cái số của thiên địa, tức là cái số của trời đất, cũng gọi là cái âm dương. Thì cái xin mời quý vị xem ha. Bây giờ chúng ta phải biết trước là cái số thiên, tức là cái số dương nó như thế nào. Thì đây là cái số dương của chúng ta gồm có gì quý vị? Là số 1 ha, số 3, số 5 và số 7, số 9. Và đây là cái số của dương quý vị ơi, tức là cái số của thiên, là số của trời. Như vậy thì cái số của trời bằng số mấy quý vị? 1 với 3 là 4 nè, 4 với 5 là 9 phải không quý vị? 9 với 7 là 16, 16 cộng với 9 là 25. Và đây là con số cộng của nó, tổng kết nó là 25. 25 đây là đáp số của thiên, tức là số dương. Còn về số âm, số địa, gọi là đất á, thì nó gồm có mấy số quý vị? Đây là số 2 nè, số 4 nè, không, số 6, số 8 và số 10. Bây giờ chúng ta cộng lại cái số âm nó bằng bao nhiêu? 2 cộng 4 là 6, 6 với 6 12, 12 với 8 là 20, 20 cộng 10 là 30 đó quý vị. Giờ 30 thì chúng ta tổng kết âm và dương, trời và đất, thì nó ra con số mấy? Và con số 55. 55 này nó rất đặc biệt quý vị ơi, một thời nó có sự liên quan tới, mình nói về số 55 sao. Bây giờ chúng ta muốn biết rõ ràng con số 55 này từ đâu có, thì tôi xin bôi cái này, đưa mượn cái nào lao không, để chúng ta thấy rõ là cái số âm dương, đáp số của nó là 55 như thế nào. Theo cái luật của âm dương, chúng ta biết đó là dương á, thì nó phải từ trái sang phải, nó theo cái kim đồng hồ. Và con luận về theo âm á, nó phải từ phải sang trái quý vị ơi. Thì bây giờ chúng ta phải viết ngược lại số âm.
chú âm nó từ phải mà sang trái, chúng ta mới thấy rõ ràng là âm dương là như thế nào. Thì cái số âm nó gồm có số mấy? Số 2 đây, thấy không? Số 4, số 6, yeah, số 8, cuối cùng là số 10 của nó. Đây là cái số của âm dương, là cái số của trời đất đó quý vị, thiên địa của chúng ta đó. Giờ mình cộng là 9 với 2 phải 11 quý vị, đây là 11. 7 với 4 phải 11 quý vị, dạ cũng là 11. Và 5 với 6 cũng là 11. 8 với 3 cũng là 11. Và 1 với 10 cũng là 11. Là đây là chỉ rõ ràng là 5 cái 11, 5 cái 11 này. Ủa này số 10 ha. 11, xin lỗi. Vậy 5 cái 11 tức cộng là 55. Mà trong cái đạo Phật của chúng ta thường nói là tam giáo quy nguyên và ngũ chi phục nhất. Cái ngũ chi đây là cái ngũ chi phục nhất, nó trở về chỉ có một thôi quý vị ơi. Thì năm con số 11 thấy vậy nó ra số trời đất của chúng ta. Thì đây là chúng ta đã mã hóa được cái số của trời đất, tức là cái số của thiên địa. Nó cũng là một cái chìa khóa để ta mở được cái cổng trời, mở được cái thiên cơ. Thì cái người mà nắm chặt về cái số của trời đất thiên địa này á, tức cũng gọi là âm dương đó, thì mới rõ được cái thiên cơ đó quý vị ơi. Tại vì thiên cơ là gì? Thiên là trời, cơ là cái máy. Mà muốn mình biết rõ ràng về cái máy thiên cơ nó bị biến chuyển như thế nào thì ít ra phải có một cái chìa khóa như thế này để chúng ta mới luận hết nổi thiên cơ. Bây giờ mình bôi đi ha, rồi trở lại bình thường nè. Thì trở lại với cái đề tài hôm nay mà quý vị như Quốc Tạo, cư sĩ Quốc Tạo có hỏi là bây giờ hội Long Hoa chừng nào có và tận thế như thế nào và cuộc biến chuyển của năm dần của chúng ta như thế nào đó. Thì bây giờ Cát Tường ở đây, em cháu cũng xin chia sẻ như thế này. Thì nói về năm dần nó có rất nhiều đoạn như Đức Thầy hay là các vị thì nói về năm dần rất là ghê lắm quý vị ơi. Cũng như là năm dần nhiều kẻ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Rồi năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi gì lụy tuôn dầm dời. Vậy mà chưa thấy ủ ơi, trung ương rồng lộn ơi hài thay đây. Thôi bây giờ chúng ta tạm về nói về đây. Tôi xin chia sẻ về một cái vấn đề nữa. Là năm nay tức là năm 2022 quý vị, cũng gọi là năm nhâm dần. Giờ tôi xin chia sẻ vẽ ra một cái số là 2022 cho quý vị cùng tôi để tìm hiểu đó cả. Bây giờ số 2 là như vậy nào quý vị ơi? Đây, số 2. Đó. Đó, phải không quý vị? Đây là 0. Và thêm hai cái số 2 nữa. Bây giờ chúng ta tưởng tượng thôi, cái này là cái mình có một cái chút gì đó là tưởng tượng. Thì quý vị thấy con số 2 là cái hình của con số 2 như thế này, nó giống như một con hổ vậy đó. Con hổ mà nó đang dòm vậy nè, lúc nào nó cũng thủ thế á, con hổ à. Mà ở đây nó tới ba con hổ luôn quý vị ơi, nó ba con hổ này lắm. À, rồi bây giờ mình nói về cái can chi của năm 2022 để cho chúng ta biết, tức là năm nhâm dần. Thì trong cái địa chi á, gồm có thập nhị địa chi là Tý Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cái chữ dần đây á, cái chi dần đây là nằm cái chi thứ ba của địa chi. Mà dần đây là gì quý vị? Mà số 3 đó cũng tượng trưng là ba con cọp nè quý vị ơi. Dần nó là cọp đó, mà dần là cái mãnh hổ, mà nó cũng là chúa tể của Sơn Lâm đó. Còn nói về cái can của chữ nhâm đây là chữ nhâm á, nó biến thành chữ vương. Nhâm cũng là vua à. Vậy là nhâm dần nghĩa là vua của loài cọp, vua của là chúa tể của Sơn Lâm. Thì hồi xưa đó quý vị biết đó, cô bác anh em mình nó đi rừng á, cọp thì đâu dám kêu cọp, hổ cũng đâu dám kêu hổ đâu, kêu gọi là gì, là ông hổ, mà chứ không ai dám kêu gọi là con hổ hay là con cọp. Thì thành thử ra cái năm dần 2022 này nó cho chúng ta một cái suy nghĩ và một cái tư duy đặc biệt lắm quý vị ơi. Rồi bây giờ nói về luận thêm một chút nữa, tại vì cái bản tánh tôi nó đây là cũng là cái bệnh nghề nghiệp của tôi.
Thì mình luận chút nữa là về bát quái ngũ hành. Thì trong cái bát quái của chúng ta gồm có, đây để tôi vẽ sơ sơ về cái hình bát quái cho quý vị xem ha. Có đôi khi cũng bị lệch, nó là cung càn. Đây này, khảm, khảm. Khảm. Cấn. Chấn. Tốn. Lì. Khôn. Và đòi. Đây là cái bát quái, mình tượng trưng cho bát quái là tám cửa đó quý vị. Mà bát quái thì nó có là nó hai cái bát quái gọi là tiền thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Thì theo chính trạch mà chúng ta tính, đây là cái chung cung, chung cung thường là số 5. Có cái câu như thế này: nhất khảm, nhì khôn, tam chấn, tứ tốn, ngũ trung, là số 5 là nó trong, là gọi là ngũ trung đó, mới lục càn, hang lục càn, rồi thắt đòi bắt cắn cũ ly. Thì hôm nay á, là nói về 2022 tính theo năm nhâm dần, nó thuộc về càn quý vị. Theo tính bát quái là càn, càn, càn đây là chỉ gì đây? Mà thường thường dân gian của chúng ta mà nói tới chữ càn á, cô bác rất sợ luôn. Cái gọi là cái nôm na của người đồng quê của chúng ta đó, nó càn là thường thường nó câu năm nay hay là cái gì đó, càn nó càng bò, càn là bò nữa, nó ghê lắm. Mà chữ càn này là gì quý vị? Càn là khôn nha. Ấy càn là trời, thiên cũng là trời. Càn là trời nè. Khôn là lẻ, khôn đây là đẻ nè. Thì nói về vấn đề đây cũng là cái số của ông trời. Bởi vì cái càn này nó nguy hiểm lắm à. Mà càn nó thuộc đây là bát quái. Thì theo cái lưỡng nghi của vô cực mà nói, từ lưỡng nghi mới sanh ra bát tứ tượng, tứ tượng mới sanh bát quái, mà bát quái phối hợp với ngũ hành mới là sanh ra vạn linh và vạn vật của chúng ta. Thì cái càn trời này thì năm nay nó thuộc về càn, càn mà càn gì quý vị? Càn kim. Theo ngũ hành nó nằm trong cái kim. Thì trong ngũ hành của chúng ta có gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim, thổ, thủy, hỏa, mộc. Đó, là năm thứ mà kim này là nó đứng đầu luôn á. Chữ càn này là trên, là thiên rồi. Mà kim này nó, mà kim này là nó chỉ cho gì quý vị? Kim này nó chỉ cho kim loại á. Mà kim loại xuất hiện ra thì nó có cái gì? Tại vì thời kỳ mà chiến tranh, trong cái thời kỳ mà phong kiến, mà vua chúa ngày xưa á, họ đi đánh giặc á, khởi chiến á, toàn là lấy kim loại này làm cái vũ khí, binh khí, phải không? Thành thử là cái chữ kim, kim mà càng kim nó rất là nguy hiểm. Nghĩa nói lên gì quý vị? Đó là chiến tranh sẽ bùng khởi. Chiến tranh sẽ bùng khởi. Là nội trong cái năm dần là chiến tranh sẽ bùng khởi. Chiến tranh thế giới thứ ba ha. Bây giờ cái chỗ đó thì mình phan cái luận đi, là tôi nói về cái về bát quái ngũ hành. Thôi giờ mình tạm thời cái này mình bỏ qua đi ha. Chúng ta sẽ nói về cái về lưỡng nghi của cái quả địa cầu chúng ta, gọi là vũ trụ quan. Cái vũ trụ quan này nó có gì đây quý vị? Thì trong cái vũ trụ, chữ vũ có nghĩa là vỏ ha. Chữ vũ đó, vỏ là cái sự bao bọc. Thì trong cái càn khôn vũ trụ của chúng ta, nó giống như một cái hình số 0. Giờ tôi xin vẽ một chút ha quý vị. Thì mình vẽ cho biết cái càn khôn của vũ trụ, rồi mình mới thấy được cái đất nước Việt Nam mình nó hay như thế nào, rồi tới cái thời kỳ chiến tranh đệ tam thế chiến này nó diễn biến ra sao trong cái năm dần này. Thành thử bây giờ nó liên quan đủ thứ đó. Bây giờ chúng ta vẽ nè, cái càn khôn vũ trụ của chúng ta gồm có gì? Là tôi vẽ cái hình tròn quý vị ơi, mà cái tay tôi thì nó có lẽ cái là không được tròn hung, thì mình tượng trưng cho cái hình tròn này nói về cái vũ trụ quan. Cái hình tròn đây chỉ cho cái sự bao bọc của vỏ trụ, mà đây là chỉ cho cái càn khôn vũ trụ, là cả thế giới chúng ta nằm cái hình tròn này. Thường thường mình đi học á, quốc tạo, thì cái quả địa cầu cho chúng ta trên cái bản đồ của thế giới nó cũng hình tròn vậy, phải không? Thì cái hình tròn này đấy tượng trưng cho gì đây? Tượng trưng cho cái càn khôn vũ trụ của chúng ta đang sinh sống đây, là cái thế giới của chúng ta đây. Thì may mắn cái địa hình của đất nước Việt Nam mà chúng ta đi học biết rồi đó,
thì quý vị biết rồi đó, cái địa hình đất nước Việt Nam mình có phải chữ S không? Ừ, phải, rõ ràng là chữ S. Bây giờ tôi vẽ vào cái chữ S là để cho cái địa hình của đất nước Việt Nam mình nè quý vị. Ồ, tôi vẽ thật không đẹp phải không quý vị? Ừ, thôi tạm thời nó vậy đi cho mình coi vậy đây. Thì ở đây quý vị thấy không, nó là cái lưỡng nghi đó, mà lưỡng nghi thường có là ở đây một điểm và ở đây một điểm, gọi là thiếu âm và thiếu dương. Thì bên đây dương, bên này âm, đúng không? Ừ. Dương thì nó thanh, nó bay thẳng lên nè, nó nhẹ, nó bốc lên nè. Âm thì nó chậm xuống dưới nè, không? Thì rõ ràng ở đây là đây này là cái đất nước của Việt Nam, nó nằm đây. Ừ. Mà cái biển Đông của chúng ta ở đây nè quý vị. À, thì cái quả đảo hình như tôi nhớ là cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa nó nằm ở đây, nó nằm đâu đây nè. Còn xung quanh của chúng ta đây là cái đất Campuchia, nó giáp liền với cái nước Việt Nam của mình ở đây nè, hình như là đất Campuchia nè. Tôi cũng không rành về bản đồ, mình tượng trưng vậy thôi. Bây giờ mình nói về cái vỏ trụ này, vỏ trụ quan này. Chúng ta may mắn cho chúng ta là cái đất nước Việt Nam, cái địa hình nó nằm ở cái chữ S đây, rõ ràng không? Ừ. Thì bây giờ nói về cái đệ tam thế chiến á, thì quý vị biết là đó, ngày xưa trong cái quyển cái tận thế hội Long Hoa thì của ông Vương Kim á, Vương Kim ông xuất bản á, thì trong này có ông nhà bác học Hồ Hữu Tường. Nhà bác học Hồ Hữu Tường là ông có chứng minh qua cái đệ tam thế chiến này. Thì trong đó lâu quá tôi coi cái bộ nhớ và nó không có rành. Ông bác học Hồ Hữu Tường đó, ông có chứng minh nếu mà sau này cái đệ tam thế chiến mà bùng khởi đó quý vị, bùng khởi á, thì bắt đầu á, cái cuộc chiến ổng tính nếu mà chiến tranh của các nước đồng minh nó quánh với nhau để giành á, một chút xíu mà nói về giành cái gì ha, nhưng mà nói cái này thôi, thì bắt đầu nó đánh nè, nó đánh bằng cái đường không, đánh có bằng cái đường không là đường trên trời quý vị. Thì ông bắt học Hồ Hữu Tường này, ông chứng minh là từ cái đất nước này sang cái đất nước này, đúng không? Qua cái đất nước kia đánh bằng đường không, trong cái đường thủy cũng vậy. Hồi đường biển của chúng ta, đường thủy á, thì từ nước nào sang nước nào và đường bộ từ nước nào sang nước nào, mà đặc biệt cái đất nước Việt Nam mình quý vị ơi, là cái chữ S này nó nằm trong cái vị tuyến này nè, nó rất đặc biệt. Bởi chi Đức Thầy mình có nói là Đức Thầy chúng ta có nói là nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, phải không? Sao sẽ có Phật tiên tái thế? Tại vì cái đất nước của chúng ta nó đặc biệt nha, cái hình như vậy. Thành tử ra chiến tranh cỡ nào với đất nước Việt Nam chúng ta cũng tốt đẹp luôn. Mà trong cái chiến tranh này quý vị biết là trong cái thời kỳ là gọi là cái thời kỳ Thanh Lộc ha, thì nó phải xảy ra cái chỗ mà Đức Thầy nó diệt tà lập chánh rành rành, hoặc là hoặc giá là người hiền như thể có là người hung chết rất là chặt đàm thẳng thảm thương. Thì cái người hiền còn lại nha quý vị. Người hiền còn lại. Thôi bây giờ mình trở lại cái đài chừng nào mà hội Long Hoa lặp lại ha, rồi cái sự biến chuyển của năm Dần như thế nào. Thì hồi nãy tôi có đọc một đoạn, năm Dần nhiều kẻ bơ vơ, bước sang năm Mẹo như tơ gối cuộn. Năm Mèo tháng Mẹo chưa buồn, năm Mèo tháng Hợi lụy tuôn dầm về. Vậy mà chưa thấy ủ trung ương rồng lợn thay ơi hài thay 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 thôi. Thì nói ra là tất cả cô bác quý đồng đạo mình đều biết cái năm Dần này nó bơ vơ. Thì cái đời tiên đoán đây là hình như của ông Sư Giải rồi. Để chứng minh qua là cái năm Dần này nó diễn biến như thế đó đó quý vị ơi. Bây giờ thêm một đoạn của ông Sư Giải bán phá nè. Sủ Dần vốn thiệt hẳn hồi, hội 18 nước tôn dương đế hoàng. Lập ra cái hội Long Hoa chọn người hiền đức ha. Thì tới ra cái Sủ Dần này, ông Sư Giải ông bán phai ông cũng rõ ràng là ông nói bắt buộc năm cái Sủ Dần này phải hội Long Hoa nè. Tôn Dương Đế Hoàng, là Tôn Dương Đế Hoàng là ai quý vị? Là một ông vua, mà thường quý vị biết là ông Minh Vương á. Thì trong cái bài cúng của chúng ta hồi xưa cuối đầu tiên là Đức Thầy nó Minh Vương độ chúng thế giới bình an. Thì là ông Sư Giải hôm qua ông quyết định là Sủ Dần vốn thiệt hẳn hồi ở đây là nó đã bài sẵn rồi đó quý vị. Nó sẵn sàng đây là hẳn hồi, là nghĩa là nó lộ ra là nó đâu có giấu nữa đâu ha. Sủ Dần vốn thiệt hẳn hồi, hội 18 nước, nó hội 18 nước là cái chỗ nó liên quan tới cái bài của Đức Thầy mình đó nè, là cái bài Lụy Tâm Châu. Thì hồi nãy tôi nói chiến tranh thế giới lần thứ ba nó khởi phát đó, thì
nó rõ ràng luôn quý vị ơi, nó ứng với cái lời của sư giải bóng phai rất tuyệt vời. Xin đọc lại cái bài lụy Tam Châu chia sẻ cùng quý vị như này. Phải nói là Tam Châu hữu ngạn lụy nhỏ xa, tập bát chư ban động can qua, dương gian mảnh hú thú trừ tàn ác lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tần ban hậu hận tiên diêu động nam quốc lương dân kiến minh xa, phồn qua đô hội lưu giảm quyết, dư đảng dọc ngang cấp ma. Đó là cái bài lụy Tam Châu của Đức Thầy. Thì cái lụy là gì quý vị? Cái đài thôi là mình thấy cũng hấp dẫn rồi, mình đã biết được rồi. Lụy Tam Châu thì chú lụy đây có chỉ cho cái sự khóc la của chúng sanh, cái khổ đau với nhau là nhỏ lụy đó. Bởi vì thầy nói Tam Châu hữu ngạn lụy nhỏ xa, nó lụy rồi. Về Tam Châu chúng ta thuộc về tỉnh An Giang, mình hiện tại chúng ta đang ở tỉnh An Giang, mình giờ mình chỉ rõ luôn cái ba châu cho chúng ta thấy rõ ràng nè. Tam Châu hữu ngạn, Tam Châu có phải là Châu Đốc không quý vị? Đây là Châu Đốc, có chợ Châu Đốc, đây cái dòng sông của chúng ta đây. Đường lên đây tôi vẽ thấy thấy hữu ngạn là chỉ, hữu là bên phải, ngạn là chỉ cho dòng sông bên phải. Dòng sông từ Châu Đốc mình đi đò qua đây bên phải, tay phải chúng ta là cái địa bàn đó gọi là Châu Giang. Là ở bên đây Châu Đốc, bên đây Châu Giang, mà dưới Châu Đốc là Châu Phú vậy đó. Thức như là Tam Châu đó. Tam Châu hữu ngạn lụy nhỏ xa, chiêu lụy nhỏ này chỉ cho cái nước mắt của chúng ta rơi lại đó, là gọi là lụy nhỏ, nhỏ xa. Xa đây là chỉ cho hạt cát đó. Cái nước mắt của chúng tôi như là cái hạt cát của ngoài biển Đông vậy. Nó nhiều nhiều nhiều, ý nói với cái sự khổ của chúng sanh trong cái thời kỳ mạt pháp này nè. Rồi thập bát đó, nó liên quan tới thập bát nè, mà cái chỗ hồi nãy ông sư giải ông nói sủ dần vốn thiệt hẳn hồi hội 18 nước, thập bát chỉ cho 18 nước ha. Ở bên này Đức Thầy mình cũng nói Iran, thập bát chư bang động can qua, thập bát chư bang là chỉ gì cho quý vị? Chỉ cho 18 nước chư hầu. Động can qua, động là nó ra tay, gọi là động, can qua là chiến tranh á. Thì tới ngày đó chỗ mà ông sư giải ông nói sủ dần nè, dốt thiệt hẳn hồi nè, hội 18 nước là can qua là tức như là phải chiến tranh rồi đó. Cái vụ là 18 nước nó nhiều lắm quý vị ơi, tôi đại khái tôi nêu lên một phát triển thôi. Thành bắt chưa ban động qua, dương gian mãnh thú trừ ta, thì dương gian mãnh thú chỉ cho cái sự hung tàn bạo ngược, sự ác độc của 18 nước chứ không tại sao mà nó phải đem đi qua đây. Thì quý vị biết trong cái phái Bửu Sơn người hơn như tín đồ Phật giáo hảo vậy đó. Thì Đức Thầy có nói lầu đài núi Cấm Lộ Nam Mai, thì mai mốt ở đây tại cái Thiên Cấm Sơn chúng ta có một cái lầu đài, thì có một cột phướng đó, cột phướng nè, ở trên cái ngọn cột phướng này nó có một cái ngọc châu vậy đó ha, cái phổ lưu vậy đó, còn cái lá phướng nó phất phơ trên mấy ngàn mét, thì tất cả năm châu bốn biển đều thấy hết trơn. Mà nó thấy cái đặc biệt nó là cái lộ, cái vàng lầu đài núi Cấm Lộ Nam Mai á, là cái vàng nó nói. Thì nó động lòng tham 18 nước chư hầu, nó vô đây nó tính chiếm đoạt mà không thành quý vị ơi. Bởi vì cái chỗ này Phật giáo hảo mình rất quý. Hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ, tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh, mà bất chiến tự nhiên thành vô tranh, tự nhiên đắc. Mà cái chỗ thầy nói cũ cũ y nhiên tình điên thám báo, đổ máu tung rơi, là cái trận này nó đổ máu tung rơi, mà khùng mới nó chơi chư ban hàng bút. Thì chỉ có Đức Thầy mình, chứ thầy mình là ai, là một vị cổ Phật ra đời, mà một người để chịu là cũng như mình nói làm cái chủ hội á, mà hội này là hội Long Hoa, tức là Đức Phật mình là một Di Lặc á, Di Lặc trong cái thời kỳ ba này, thời kỳ chót này phải lập ra cái hội Long Hoa. Thì nhờ có giờ trở lại cái đời của cái bà Lị Tâm Châu, thập bát chư bang động bang, dương gian mãnh thú trừ tà ác á, để thứ hậu lai khổ thứ là lê thứ hậu lai là gì quý vị? Lê thứ chỉ cho dân hiền của đất Việt của chúng ta gọi là lê thứ. Hậu lai, hậu là sau lai, là tới, sau này sẽ tới, khổ thiết tha, lê thứ hậu lai khổ thiết tha chỉ cho cái dân Việt, dân hiền của đất Việt của chúng ta sau này gặp cái cánh khổ, khổ mà khổ thiết tha đó. Thầy dùng cái từ thiết tha là quý vị biết rồi đấy, thì hình như không có bút mực nào tả nổi cái cảnh khổ của chúng ta đâu. Rồi tần ban hậu hận tiên diêu động, tần ban, tần là chỉ cho nước, ban là chỉ cho nước, nước tần, mà tần đây nó có hai loại tần quý vị ơi. Thì tần đây là chỉ cho cái đất nước Miên, cũng gọi là người tần đó, mà ở Trung Hoa đó thì cũng gọi là tần. Tại sao lại gọi là tần? Tại vì hồi xưa đó là ông Tần Thủy Hoàng là một vị vua của đất nước gọi là Trung Hoa, thành thứ tần ban chỉ cho hai nước, hậu hận
Hậu hận là sao? Nó hậu hận quý vị, hậu là sao hận, sau này nó hận Việt Nam mình lắm, nhất là cái thằng Miên, thằng Cẩm ở thằng Trung Quốc với thằng Miên. Tại vì hồi xưa theo tôi biết đó, tôi học lịch sử tôi biết đó là cái đất nước Việt Nam mình nó từ ngoài Cam Ranh đó, là ngoài Tháp Chàm đó. Thì trong cái thời phong kiến ông cha chúng ta thì lúc thời phong kiến là mạnh hơn yếu thua, thì ông cha chúng ta mới đánh lần là gọi là Simla với cái gì Kim Thành và Simla quýnh dần dần, quýnh tới đâu cặm cờ tới đó, quýnh tới đâu cặm cờ tới đó, thành thử đất nước Việt Nam mình hôm nay được rộng rãi vậy đó. Thì cái thằng này á, là cái thằng Miên nè, thằng Miên nó hận, nó nói Việt Nam mình chỗ nào mà có cây lâm dồ là đất nước của nó, thành thử nó hận lắm. Nó mới ra tay chứ, Tần Ban hậu hận tiên vô động, chữ tiên đây là trước, nó động là nó ra tay trước đó, nó hợp tác với cái thằng Campuchia nè. Thành thử ra quý vị thấy thực tế không, cái lời thầy mình nói rất là hay. Bây giờ ở đất nước Campuchia dọc theo cái tuyến biên giới của Việt Nam mình ở đây ra, là cái thằng Tập Cánh Bình đó, nó đem tiền qua nó mua chuột mẹ, cái thằng Hun Sen nó mua hết cái nước Campuchia dọc theo biên giới rồi, nó làm chủ rồi để chi quý vị. Tại vì cái phía tây nam của chúng ta là giáp với Campuchia thì nó mượn cái bàn đạp đó mà đánh tấn công xuống Việt Nam mình. À, thì nó nhiều cái chứng minh chỗ Thập Bát Chư Bang này để kéo tới lắm quý vị ơi. À, Tần Ban hậu hận tiên diêu động, Nam Quốc lương dân kiến lên xa. Nam Quốc là chỉ cho đất nước Việt Nam mình gọi là Nam Quốc, chữ quốc là chữ nước, nước Nam. Lương dân là chỉ cho người hiền, mà kiến lên xa, chữ kiến đây là thấy linh xa, là cái xe tang quý vị ơi. Còn cái xe vua đi gọi là long xa, mà cái xe tang là chỉ cho cái gì, sự cho cái sự chết chóc. À, mà cái người hung chết rồi, anh thử ra đức thầy mới nói rõ ràng là Nam Quốc lương dân kiến lên xa, chỉ còn lên người hiền mới thấy được cái cảnh chết chóc thì thôi, chứ thằng kia nó ác quá, nó chết rồi đâu có thấy được cái cảnh chết này nữa, phải không? Đức thầy nói rất tuyệt không? À, hay không? Nam Quốc lương dân kiến lên xa, về phồn qua đô hội lưu dân quyết. Phồn qua đây là chỉ cho cái chỗ đô hội, là cái chỗ thị thành. À, rồi lưu giang quyết, lưu giang là chỉ cho cái dòng sông dài, lưu giang là con sông dài, mà con sông này là con sông máu, quyết là máu mà. Tại sao nói con sông máu? Là cái sự chết chóc của chúng sanh trong thời kỳ ba này đó, cái chiến tranh kỳ ba này nó sẽ máu mà nó chảy thành sông đó quý vị. Rồi dư đảng dập ngang cấp ma, thôi bây giờ cái dư đảng mình đừng nên luận, nó cũng nguy hiểm lắm. Mà nó cái dư đảng đó, và các cô bác hiểu dư đảng sao thì cô bác ha. Bây giờ cấp ma là lúc đó nó không thể làm gì được rồi, nó mới quay đầu trở lại với cái đạo, mà lúc đó nó hình như nó niệm Phật cũng không ra rồi. Cấp ma, chữ cấp đây có là gấp, chữ cấp là gấp, ma là cái gì? Ma chỉ cho cái đại đạo, chỉ cho cái tâm lương thiện của chúng ta, tẩy cho cái tâm rộng lớn của chúng ta, mà nó giờ nó gấp, nó quay trở lại nó không kịp nữa quý vị. Nhân quả sẽ đền đáp cho nó, tại nó muốn qua Việt Nam mình, nó tham, động lòng tham, mà khi mà lá phướng ấy đó là cái ánh sáng của cái nó chiếu tỏa khắp năm châu, rồi vàng nó thấy toàn là vàng không, nó chạy qua đây lòng tham đó. Bây giờ tới này đâu có kịp đâu mà niệm Phật nữa đâu, nhờ đức thầy mình cắt chư Phật xuống thu hết trơn. Thì bây giờ trở lại cái đề gọi là cái năm dần có sự biến chuyển như thế nào. Giờ tôi trở sơ về vấn đề Thập Bát Chư Bang là chỉ cho cái đệ tam thế chiến vừa rồi đó. Rồi bây giờ hội Long Hoa chừng nào lọt, thì hồi nãy ông sư giải ông nói rồi, chủ dần giống thiệt hẳn hồi, hội 18 nước tôn dương đế hoàng, rồi lập ra cái hội Long Hoa ha. Rõ ràng cái chỗ đó ông sư giải quyết định cái chủ dần liền. Rồi bây giờ chúng ta còn tính gì nữa ha, còn bàn gì nữa đây. Rồi bây giờ phải chi gì đâu, cái chỗ mà chừng đích con trâu khóa cổng á. Rồi cái chỗ cái câu trước là cái gì? Chuột chỉ cho năm chuột là rồi mới tới chừng đích con câu khóa cổng á. Đến chừng đó thay phơi trồng đóng, đời hào hơn tiêu diệt còn chi. Rõ ràng là cái câu đó nó cũng đưa vô cái chỗ này nó khớp không. Rồi bây giờ tôi có đọc qua cái cuốn kinh Địa Mẫu á quý vị, thì Địa Mẫu tức là Đức Phật duy trì Kim Mẫu á. Rồi chỉ cho cái chỗ thiên địa nãy đó là cũng có chỗ cái Địa Mẫu trong này nữa nè, cái lượng nghi đó nằm Địa Mẫu trong này nữa đó. Cái chỗ đó là chưa đâu, để bữa nào tôi sẽ luận về cái vũ trụ quan cho quý vị thấy từ đâu có nhân sinh, nó có con người từ đâu ra, thân tứ đại này ở đâu ra nè,
chỗ đó để cái clip sau nữa quý vị. Và trả lại cái câu của Diêu Trì Kim Mẫu nói vậy. Năm dần sao? Chỗ năm dần nè là thế gian kết thúc ầm ầm ba tiếng bất an, ầm ầm ba tiếng bất an. Mà Phật Mẫu quyết định là cái năm dần à, ở năm dần à, thế giới kết thúc á, mà cái câu gì tôi quên cái lời văn mà ầm ầm ba tiếng bất an. Ầm ầm ba tiếng cũng chỉ ba, số ba chỉ cho đệ tam thế chiến xuất hiện nè, mà ba tiếng sấm nổ à. À, là theo phái Bửu Sơn Người Hương thì nó ba tiếng sấm nổ đó, mà cái câu này nó đặc biệt. Thôi bây giờ đã trở lại rồi, giờ hội Long Hoa chúng ta thấy rồi phải không, chúng ta thấy rồi chừng nào nó xuất hiện rồi mới trở lại cái chỗ nào mà chiến tranh nó tới à, thì thấy rõ ràng quý vị ơi. Đó thì tôi chỉ lựng có bao nhiêu đó thôi à. Rồi còn có câu hỏi nữa, chừng nào thầy về, chừng nào có mặt hờ chỗ này nó mới đặc biệt. Dạ kính thưa quý vị, để nói chừng nào chúng ta được diện kiến Đức Thầy thì trong cái bài Sứ Mạng Đức Thầy nói rất rõ ràng quý vị. Tôi xin đọc lại một chút, có khi có quỳnh bền quý vị cũng thông cảm giùm em. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay hữu duyên Quốc Tạo Quốc Thành có đến để chia sẻ về giáo lý của Đức Thầy, thì vừa qua cái câu hỏi có Quốc Tạo có hỏi là vậy đình chừng nào đến hội hôm qua là sự diễn biến của năm dần như thế nào, thì vừa rồi các trường cũng có chia sẻ với quý vị đồng đạo mình như thế đó đó. Thì có gì sơ thức mong quý đồng đạo cùng cô bác gần xa cũng quan hỷ cho ha. Bây giờ thì xin kết thúc vấn đề thì trước hết thì cũng xin kính chào và tạm biệt chư quý đồng đạo cùng cô bác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.